Ngày nay, bên cạnh giáo dục truyền thống thì khái niệm học để chung sống, học để tự khẳng định mình là một trong những mục đích học tập vô cùng nhân văn. Để thực hiện mục tiêu đó thì học sinh cần trang bị thêm nhiều kỹ năng và trải nghiệm thực tế. Với sứ mệnh mang đến môi trường học tập để tiếp thu những giá trị đạo đức, văn hóa, lối sống và trang bị kỹ năng mềm, kiến thức thực tế, Bamboo Edu đã và đang xây dựng hành trình giáo dục thông qua các hoạt động ngoại khóa, team building, các chương trình chất lượng cao thúc đẩy trẻ phát triển toàn diện. Bamboo Edu cung cấp cho nhà trường, phụ huynh và học sinh một chương trình giáo dục ngoại khóa chuyên nghiệp, toàn diện, an toàn, giúp các em học được những bài học đặc biệt không có trên sách vở với 4 hoạt động chính bao gồm Bamboo Training, Bamboo Team Building, Bamboo Event và Bamboo Summer Camp. Với đội ngũ giàu kinh nghiệm, thấu hiểu tâm lý và cảm xúc của trẻ, cùng các chuyên gia giáo dục đóng vai trò định hướng, khích lệ và truyền cảm hứng, Bamboo Edu cam kết mang đến cho học viên môi trường học tập trải nghiệm an toàn và thân thiện để phát triển tư duy sáng tạo, bồi dưỡng những kỹ năng xã hội và khám phá bản thân. 10 năm kinh nghiệm với hơn 2.500 chương trình được tổ chức, hơn 15.000 học viên tham gia, 800 chuyến du lịch trải nghiệm và hơn 350 đối tác khách hàng tin cậy là những con số minh chứng cho uy tín, trách nhiệm và thành tựu Bamboo Edu trong nỗ lực trồng người. Trong thời gian tới, Bamboo Edu sẽ không ngừng cập nhật những giáo trình tiên tiến hướng tới giáo dục học viên trong thời đại mới, nhưng không quên vun đắp giá trị gốc rễ của con người.